បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្រៀនអ្នកអំពីរបៀបបង្កើត Active Menu នៅក្នុង Laravel Framework 5.6 បាទអញ្ចឹងនៅទីនេះខ្ញុំអត់យក Master Page ដែលមានស្រាប់របស់ Laravel ទេខ្ញុំទៅធ្វើការ Copy ពី Bootstrap WC School បាទលោកអ្នកចូលទៅកាន់ WC School ហើយបន្តមកបាទរកពេកណាដែលមាន active menu បាទ active menu ហើយហើយនឹងមាន drop down នេះពីព្រោះខ្ញុំនឹងបង្ហាញនេះអំពីរបៀប active menu ហើយនឹង active drop down បាទឥឡូវខ្ញុំធ្វើការ copy code html ពី bootstrap បាទយើងចូលទៅធ្វើការបង្កើត master page 1បាទអញ្ចឹងដើម្បីបង្កើត master page ខ្ញុំបង្កើត folder 1ដាក់ឈ្មោះថា master ចំណែកក្នុង master នេះខ្ញុំបង្កើត file បាទហើយយក path code ចូលខ្ញុំ save ដាក់ឈ្មោះថា layout បាទបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានបង្កើតរួចហើយនៅក្នុងចំណោះ content នេះពីព្រោះជាទូទៅ website តែងតែមានការប្រែប្រួលនៅ content បាទចំពោះ left side right side header ឬក៏ footer នោះមិនសូវជាមានភាពប្រែប្រួលទេអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះដើម្បីអាចប្រែប្រួលបាន Laravel ឲ្យយើងប្រើប្រាស់នៅ keyword មួយដែលមានឈ្មោះថា yeah បាទហើយយើងប្រើពាក្យអ្វីក៏បានដែរ content នេះអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើ content អញ្ចឹងទេបាទខ្ញុំប្រើ content ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំបានបង្កើតរីហោខ្ញុំធ្វើការហៅchar page master page ចូលទៅកាន់ all char page ឬ sub page ចូលទៅកាន់ master page បាទឬក៏យើងហៅថាឲ្យ sub page master page នឹងទទួលនៅមរតកអំពី master page អញ្ចឹងនៅលើ video នេះខ្ញុំបង្កើតfolder មួយទៀតដោយដាក់ឈ្មោះថា page ចូលក្នុង page នេះខ្ញុំបានបង្កើតដាក់ខ្ញុំត្រូវបង្កើតឈ្មោះថា home ដោយសារតែមេនុយរបស់យើងមានឈ្មោះ home បាទយើងបង្កើត home មួយមកដល់បាទបន្តមកយើងធ្វើការប្រើ keyword ដើម្បីឲ្យ home page ហ្នឹងគឺទទួលយកនៅ master page code បាទចឹងខ្ញុំប្រើពាក្យថា extend ត master dot layout បាទហើយយើងប្រើ add section ដើម្បីឲ្យទទួលយកដើម្បីឲ្យ master page ទទួលយក content content and section អញ្ចឹង line នេះខ្ញុំដាក់ឧទាហរណ៍ជា example ថា home page បាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានបង្កើត home page រួចហើយខ្ញុំចូលទៅកាន់ route ខ្ញុំបង្កើតខ្ញុំចំនួនពាក្យ welcome វិញបាទខ្ញុំបានយកwelcome file របស់ Laravel ដែលមាន auto ស្រាប់ទេខ្ញុំ refresh ដាក់ថា page.home យើងយូរធ្វើការ refresh បាទបន្តមកយើងនឹងទទួលបាននៅ sub menu ហើយនេះគឺជា sub page ដែលខ្ញុំបានបង្កើតហើយវាទទួលមរតកអំពី master page អញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំចង់ឲ្យ activeអ្ហេនៅពេលដែលខ្ញុំ click page 3វានឹងធ្វើការ active នៅ menu page 3នៅពេលខ្ញុំ click home វាធ្វើការ active នៅ menu home page ហើយយើងចូលទៅកាន់ layout កន្លែងនេះបាទ place here we want to replace បាទ replace យើងប្រើ requestis បាទ is ហើយគឺជាឈ្មោះរបស់ url បាទនេះគឺ url នេះ
dùng dùng mô reflex này đi mô tạm mô xong chúng ta đã lại khẩn vì này thằng này bây giờ dùng chúng ta request mà nâng dựa ở slide này vì chúng ta show này ấy tiêu tùy mà quýnh cứ mình miền đi tùy quýnh cứ tự tỷ nào bạn là ủi thối xong chúng ta refresh hết mũi à bạn học xong thưa cả bằng khẩn phải mười tiết phải mười tiết chưa vì miền drop down đấy chứ nhé nhóm đã thả drop down one drop down two và chẳng được cái nông phải đi nhóm đã thả drop down one dot land dot php và thay cho bằng cái rồi một tiết nhầm đã tha drop down one là đi dừng đã tha hey one mất nhưng đã tha drop down one drop down và lấy xem về cả bài vì drop down và chụp bút drop down này dương dương được với cả add được khi đấy làm bài rồi vì tôi dùng được master page nhầm là drop page one drop down bạn dùng chữ cái refresh đầu tiên chẳng riêng bạn khởi nhau thì home page ở bên active đi bạn tay nó bên này xong click home page vì nên thuộc cái tiểu bạn chẳng riêng đây cần lại URL ở đây dùng thuộc cả đổi đặt nơi URL của home page bạn dùng thuật ca sửa dẫn nhóm thuật ca refresh và đầu tiên bạn lại trong thuật ca chạy homepage bạn chẳng thế dương đang thuộc khơi như ách tiểu dẫn dùng thuật ca đầu nâng tới khi default bạn dương khơi như ách tiểu để về đặt trong click page này bên này là việc ấn thuật ca ách tiểu bạn chẳng được khả năng cả đại dương hay pay drop down ấy cứ vì miền cả sau để tạm mình nuôi được bảo vệ và vì miền bị chập đám này bị thả thọ dương đã thả drop down pay bị pro nơi là quen dương trai para nơi round group prefix và đồng bây giờ dương thưa cả request thì cần group được bảo pay đi mùi nói những ai thưa cả người số active thì cần pay đi mùi không đại chẳng đồng bây ở vì lấy chương vào bị thả route group và hay chương vào array này là prefix tới nhằm đặt thả drop down và drop down function và để không chân lon đấy dừng thưa cả mừng cả để pay đi mua đi mua rồi bỏ pay rồi bỏ drop down bạn chứ dùng thưa cả copy vào đi cho thì cần ai dừng thưa cả refresh cháu nữ nhầm đã thả pay bọn bạn đã đi mất làm bây đầm là ngày thả is thành được cái nông drop down và chúng ta biết xem đặt số route name chúng ta thả đi page bọn và dễ như chúng ta copy số này
giờ tới refresh, giờ tới insert, page drop down one. Ok, khi mà chúng ta seal drop box cho refresh again. Để bây giờ khi mà click drop down page 1, vì chúng ta cần show page drop down 1 but not active. Yes. Đảm bảo là active, chúng ta bra request the page trong cái này cứ chúng ta vào URL này. Drop box cho mình thuộc cả active là class h d page one. Page one active. Khi mà chúng ta sales bạn dừng cho lựa page 1 is not active, nhưng copy một đường tiếp bạn nhập đã sản trò drop down lấy dựa cả refresh bạn dựa nâng khơi nơi active nhé, yeah, active page 1 lấy xong bạn bằng nhầm bằng cả page 3 chẳng nhầm dựa cả copy code đi bằng cả file one more pass sale và nhầm đặt tha drop down page 2 và cái này đấy khi nhầm replay đặt 2 và được khởi động route cái này này khi nhầm cả route bị tiết lại đặt tha page 2 bạn copy here dừng tới căn layout hay là khi nào hệ đi này khi mình sẽ cả replace route bạn nhấn save một lần tiếp save again refresh chẳng đồng viên nhấn chọn page 2 on active này bạn home active active but the page first drop down not ideal. Yeah, you copy here. But copy to the class. Actually replace that page 2. Okay, refresh again. But depending on the page 2, then we got ideal the page 2. Check page 1, ideal page 1. But we want to the ideal as the first page 1. Chẳng nằm bây thuộc cả ideal là first page 1. But cần này drop down này dương đã viết thả request. Request is chẳng đây sao tại drop down với dương viết down đòi route groups cứ drop down chẳng nhưng thường cả copy drop down và slash ao dương para assign star ok lấy cho chúng ta xem miền này thì nơi hàng cào bị drop down này cứ vậy cái đói cứ vì mình vì score đại trầm này thế bài vì thứ cả ít chịu ok lấy xem thứ cả copy mũi
bà chẳng dừng đã thả ếch tiêu tôi ngồi với cái màn ếch tiêu đề bà là dừng refresh một đồng tiết bà đồng nhạc này khơi hát khơi nhà page page rồi bỏ drop down này khăn khăn lờ mình nuôi nít của mình cả ếch tiêu page 1 cái ếch tiêu page 2 cái ếch tiêu bà lấy chúng ta page 3 mình nhé copy code hãy click the page create file rồi đặt tha page 3 mark cell drop down đặt tha 3 chẳng nhầm cho thì cần rào lại tiếp thử ca copy hãy dừng đặt tha 3 bạn anh thưa cả làm đường tiền chạy hóm bị thưa cả ai tiêu mình nuôi hồn bạn ở đây trong thưa cả một cái phải sử chẳng chấm bộ prefix code này xong lúc này trời bỏ mấy giá thay có mọi chuẩn chỉ mùi đang bị xem xảy tiếp và xin thì chuẩn vì nên thưa cả ai tiêu phải nhịp phố hay nâng ai thưa cả ai tiêu nó phải được đẩy phố được chứ nế nhóm bằng cái thầy mới chết bạn đi nhóm cái thầy chứ nhóm đặt thí page 1 và page 2 dot và hai cái này nhưng mà cả là đào mũi đã thay page t page to return use page dot t page to và nhầm như cái copy tình còn đi nhờ tới pass và nhìn thử cái tiêu và nhận sẽ hãy thử cả đi frame lượng tiếp cho anh page 2 bạn bạn xong một con chấm phù cả tạm đàn nơi rập biếp nơi cả bằng cả đại tiêu mình nuôi nơi lừa là rồi bài phạm cho cái mùi bạn chẳng xong complete thử cả subscribe, like, share hay nâng comment nơi my video bạn xong một con chấm phù cả mở video nơi cả bằng cả đại tiêu mình nuôi